Chích Choè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì cả nhà trước mặt cả nhà đây là một cái là bông mai đa phúc cả nhà. Thì mấy hôm nay mọi người hỏi em rất là nhiều về cái mai đa phúc. Thì hôm nay em được một đám đây, một đám mai đa phúc này, chúng ta vừa lấy bo và vừa chơi Tết rất là ok luôn cả nhà. Thì giá cũng rất là hữu nghị luôn. Đó, hoa đa phúc thì đặc biệt là hoa rất là to cả nhà, nhìn thấy 4 ngón tay của em luôn nha. 4 ngón tay của em và đặc biệt là bông chùm không nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè. Đây cả nhà nhìn nè, thấy không? Đó, bông là bông chùm và bông to và đặc biệt là cái cây nó rất là dễ chăm dễ trồng. Thì đây cả nhà, em được một đám tầm khoảng hơn 500 cây nha. Cái này em bán với giá cũng rất là hữu nghị, chỉ có 80.000 một cây thôi. Và nếu mà chúng ta lấy 5 cây bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một cả nhà. Nói chung là giá rất là ưu đãi ha. Đó, đây. Thì sau đây chúng ta hãy cùng xem cây giống nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, đó, đây rễ thì đều được xử lý hết. Và cây thì nói chung là một số nó đang tạo mầm hoa rất là nhiều luôn nha. Đó, đây cả nhà nhìn nè. Đây ha, rễ nè, nó cây thì cành cốt nó rất là cứng rồi. Loại này chúng ta về vừa, đây nè, trời ơi, cả nhà coi nồi tạo mầm hoa ha. Vừa chơi Tết và vừa làm giống luôn cả nhà. Nó có những cây cái cốt nó rất là mập luôn ha. Đây, 80.000 một cây nha, chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà. Nếu chúng ta lấy 5 cây thì bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, đây là hàng giảo đa phúc nha cả nhà. Đó, bông của nó rất là đẹp luôn ha, bông to đùng luôn. Và hàng bên đây chính là hàng giảo Thủ Đức đây. Loại giảo Thủ Đức này thì em bán giá chỉ có 60.000 một cây thôi cả nhà. Phải nói là rất là rẻ. Bên em thì chợ sách tuột quần nữa rồi. Bên em bán giá rất là hữu nghị ha. Cái này chỉ 60.000 một cây thôi. 5 cây thì bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một ha. Nếu chúng ta lấy 2 giống mà 3 giống, 4 giống gì á, loại nào mà nếu mà chúng ta có cái đủ 10 cây thì bên em sẽ tặng một, và nếu đủ 5 cây thì bên em sẽ bao ship ha cả nhà. Trời ơi, còn có một cái bông ở trong đây nó bo to đùng luôn nè. Em sẽ bước vào cho cả nhà mình cùng xem nha. Ôi, bông đa phúc phải nói là rất là đẹp cả nhà. Đó, đây. Ồ, bông rất là đẹp nha. Giá chỉ có 80.000 một cây thôi. Nếu chúng ta lấy 5 cây thì bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, rất là cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến video của Chích Choè Bông nha. Dạ, vừa mai Chích Choè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là cái mặt hoa của cúc Tứ Lông, hay còn gọi là cúc Mười Dương đây cả nhà. Phải nói là hoa rất là to và màu vàng thật luôn ha. Trời ơi, coi nè cả nhà, cái cây nó nhỏ xíu như vậy nè, mà cái hoa nó bự như thế này ha cả nhà. Thì cái loại này phải nói là hoa của nó rất là to. Trong các cái giống mai cúc, hình như em thấy cái loại này hình như là nó to nhất thì phải cả nhà. Nó tầm 30 mấy đến 40 mấy cánh luôn ha. Nhìn hoa nè. Rồi, thì cái lô ngoài lô 125.000 một cây thì bên em có lô 70.000 cây nữa nha cả nhà. 70.000 một cây thì loại này cao tầm khoảng 2 tấc mấy 3 tấc ha. Loại này về chúng ta cũng có thể lấy bo được luôn rồi. Nói chung là cũng có một số tạo mầm hoa cả nhà. Đó. Cây thì gốc nó nhỏ hơn nha. Gốc này nó bằng cái cây búp bi đi lên ha. Giá thì chỉ có 70.000 một cây thôi nha cả nhà. Đó, 70.000 một cây. Cái loại này thì 5 cây bên em mới bao ship nha. Và 10 cây thì bên em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Đó. Đây này là hàng cúc Tứ Lông nhỏ hơn ha. Rồi đây, thì ngoài cái cúc Tứ Lông thì bên em còn nhiều loại nữa cả nhà. Nhiều loại nữa. Em sẽ bước vào bên đây cho cả nhà mình cùng xem nha. Nó có cái loại Quảng Hương Mục Mai á cả nhà. Quảng Hương Mục Mai ha. Thì cái loại này hoa của nó bông 5 cánh, nhưng mà 5 cánh tròn rất là thơm. Đây, lá nó như lá nhãn nha cả nhà. Đó. Cây như thế này nè, rễ thì cũng đẹp lắm nha. Rễ có bí, có rễ quái đủ kiểu ha. Cao tầm 2 tấc mấy, 3 tấc á cả nhà. Đó, rễ nè. Đó, đây ha. Đó. Cái loại này thì em bán với giá là 100.000 một cây nha cả nhà. 100.000 một cây thôi. Nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển. Cả nhà nhìn cây nè, rất là mập, lá rất là to và cây thì rất là dễ chăm nha cả nhà. Cả nhà nhìn thôi là cũng đã biết nó dễ chăm ha. Đó nè, cái sinh trưởng của nó cũng rất là mạnh, nó giống như thọ hương vậy đó. Mấy loại này rất là dễ chăm cả nhà. Đây, đây chính là Quảng Hương Mộc Mai ha. Còn bên đây thêm một cái giống đó là chính là cúc hoàng hậu cả nhà. Cúc này là cúc hoàng hậu nha. Đó, cúc hoàng hậu đây. Cúc hoàng hậu này thì cao tầm khoảng 2 tấc mấy đến 3 tấc, giá cũng có 100.000 cây thôi nha cả nhà. Đó, đây nè, rễ xử lý nè. Đó, rồi cây cao như thế này về chúng ta cũng có thể lấy được một ít bơ nha cả nhà. Đó là cúc hoàng hậu giá 100.000 một cây luôn nha. Rồi ngoài cái cúc hoàng hậu thì chúng ta còn có một cái loại đó chính là cúc nhị đỏ nha. Chắc. Ôi nó lội. Đây là cúc nhị đỏ nha cả nhà. Nhị đỏ thì bông cũng rất là to, giá cũng có 70.000 cây thôi nha. Đây, cây nó như thế này nè nha cả nhà, 70.000 cây ha. Đó. Loại này 5 cây bao ship, thì chúng ta lấy giống nào nếu mà 5 cây đủ 5 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. Rồi thêm một giống đó chính là giống cúc hoa hồng thanh tú nha. Đây, loại này thì đọt đỏ, vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Cây thì sinh trưởng rất là tốt luôn nha. Giá thì 120 cây nha cả nhà, 120.000 một cây. Nếu chúng ta tới từ 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cả nhà. Đó. Hoa của nó nở như bông hồng luôn nha. Rễ đây, đó đây ha. Thì đủ kiểu như thế này nha cả nhà. Rễ thì xử lý tùm lum hết trơn. Giá thì 120.000 một cây nha. Ồ, em thấy bên đây có như nó có nở bông. Ồ, wow, có nở bông mọi người ơi. Đây, nở mấy ngày rồi rụng luôn rồi cả nhà ơi ha. Thì cái này là do về vườn em không có thấy nè. Hôm nay mới thấy thì cái hoa này là cây nó gốc nhớt nhỏ cho nên là nó nở cũng không to lắm. Chứ cả nhà nhìn cái cây mà bông mà dạng cây nái của em á, thì hoa của nó rất là đẹp luôn nha. Nó nhiều cánh và có cái có nhị, có cái không nhị ha. Nó giống như một cái bông hồng vậy đó. Thì loại này em bán với giá là 120.000 một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 cây nha cả nhà. Rồi thêm một giống đó chính là ghép chỗ nào nu chỗ đó nha. Ghép chỗ nào xù chỗ đó. Đó chính là giảo nu xù nha cả nhà. Ô coi nè. Bông nè. Bông của Tứ Lông nó to hết biết luôn cả nhà. Đây giống giảo nu xù cả nhà nhìn nè. Đó, ghép chỗ nào nu chỗ đó, cây mập ủ nu luôn nha. Đây, giá chỉ có 100.000 một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 cây nha. Rồi, còn rất là nhiều giống nữa. Ai thích cái loại nào thì xin hãy alo em nha. Bên đây là cúp 40 Quỳnh Tấn Phát cả nhà. Loại này thì hoa của nó rất là đẹp nha, 40 cánh ha, đọt cũng đọt đỏ luôn. Rồi, giá là 100.000 một cây nha cả nhà. Rồi, nếu ai thích thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Vườn mai Chích Choè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì mấy hôm nay quý khách hỏi về cái giống mai giảo siêu bông Sài Gòn rất là nhiều luôn cả nhà. Thì bên em nó có siêu nụ. Mấy hôm nay thì người ta hỏi siêu bông em, không phải siêu nụ, siêu bông. Thì nói chung là của nhà em ghép cũng được khoảng vài trăm cây á cả nhà. Nói chung là cũng tính chưa có giao lưu với cả nhà, bởi vì cây thì nó cũng chưa có lớn lắm. Nhưng mà thấy mọi người cũng rất là thích cái giống siêu bông này, thì thôi hôm nay thì em sẽ giao lưu với chúng ta luôn ha. Thì cả nhà biết không, em tính ngắt đọt nè. Em ngắt đọt đó cả nhà. Giống như là thường thì nuôi mai chúng em phải bấm đọt để cho nó nhảy tàn, nhảy nhánh ha. Đây, thì cả nhà nhìn nè, cái cây như thế này nha. Đó, cái ngọn này thì em bấm rồi. Bấm thì nó cũng đã nhảy ngọn, nhảy nhánh nhỏ bên hông này cả nhà thấy ha. Nè, những cái nhánh nè. Đó, nó đang nhảy nhánh ha. Cái này thì chắc nó chưa tới gan cả nhà, chắc 10 phần. Đó, thì giá là 125.000 một cây nha. Cái này thì nói chung là nhu cầu ai thích thì mình lấy về để mình lấy bo thôi cả nhà. Chứ còn cây thì nó chưa có lớn lắm nha. Cái này là giống giảo siêu bông Sài Gòn đó nè cả nhà. Nó nói chung là tụi em cũng đang bấm ngọn ha. Nói chung cây thì nó cũng khoảng 10 cm gì cả nhà. Rễ thì nói chung cũng xử lý hết nha. Cây nào cũng có xử lý rễ hết. Đang bấm ngọn à. Bấm ngọn để gì? Để cho nó nhảy nhánh cả nhà. Thường nè cả nhà nuôi mai thì mình cũng phải bấm ngọn nó mới nhảy như mấy cái nhánh kia bung tược ha. Chứ còn thường để hoài nó như cái đuôi trâu nó đi lên vậy cả nhà. Cho nên là tụi em đây, cả nhà nhìn em bấm ngay chỗ này ha. Thì hai cái mắt này nè, nó đang bung nhánh nè ha. Thì nói chung là cái này nhu cầu ai thích thì mình alo thôi cả nhà, chứ cây nó không có lớn nha. Cái này là em nói trước luôn ha. Nó cây như thế này nè. Đó, đang nhảy nhánh ha. Rồi, nó vậy nè. Nhưng mà cây sinh trưởng mạnh nha. Đó, em thấy nè. Đó. Thì giá là 125.000 một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bao ship nha. Đó, 3 cây thì bao ship. Nói chung thì chúng ta lấy cây này, cây kia, cây nọ, cây nào. Nếu nói chung mà là tầm 3-4 cây trở lên thì bên em bao ship rồi cả nhà. Đó, thì cây như vậy ha, em cũng dựng cái kẽm rồi. Thì cái này đi thì nó có cọng kẽm thì nó bảo vệ, thì cây nó cũng sẽ không có gãy ha. Đây, chưa tới gan của em tầm 10 đến 10 mấy cm nha. Đó, đây là siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Thì mấy cái cây già già này nè, Nó về là chúng ta mỗi một mắt lá như vậy là chúng ta lấy được một bo ha. Đó thì cái này mình về mình lấy mình ghép vô mấy cây kia để mình nhân giống nha. Chứ còn cây này thì còn rất là nhỏ nha. Đó đây, siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Ai thích thì xin hãy alo cho em nha. Xin cảm ơn cả nhà.